cố hoán xuyên qua tống vũ thế giới, đạt được hộp mù hệ thống, sau đó tại Bắc Lương mở một gian hộp mù cửa hàng. Hộp mù có thể mở ra các loại bí tịch thần công, thần binh lợi khí, vì thế cố hoán mở hộp mù chuyên bán váy, đem một đám đại lão giang hồ đều kéo vào, cùng nhau vui vẻ mở hộp mù. Doanh chính Khai ra tiên dược trường sinh Đợt này ta cho chủ yếu 10 phần Mộ dung phục Không có điểm tích lũy với chủ đại nhân, ta đem biểu mũi thế chấp cho ngươi có thể không? lão kiếm thần, hoàng hồn đan, lục bào nhi chờ ta, ta nhất định có thể phục sinh ngươi. khuê ân, sư tôn, khắc kim không tiết chế, tông môn hai hàng lệ a chúc ngọc nghiêng. đồ nhi đừng hoảng hốt, lần này khẳng định mở ra tà đế xá lợi. lâm tiên nhi, ta không có tiền a, vấy chủ đại đại, ngươi xem ta có thể đổi điểm tích lũy sao? yêu nguyệt mùi mùi lần này ta mở ra bảo bối khẳng định so với ngươi tốt hơn hồng thất công vấy chủ xin ngươi cho ta vào váy đi ta kỳ thật rất có tiền tiên nhân để mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương một khóa lại mù hợp hệ thống bạn đang nghe tại truyện chấm audio mưa đầu xuân lại rơi một trận cái lạnh mùa đông dần dần rút đi khách thương lui tới trong thành lăng châu dần dần nhiều hơn một chút người bán hàng trong ven đường cửa hàng đều bắt đầu buôn bán sâu trong hẻm nhỏ phía bắc thành một gian khách điếm mở cửa thiên nhai khách điếm cố hoán quét dọn sạch xe cửa thắp hương cho đại sảnh hôm nay coi như là khởi công hắn vốn không phải người của thế giới này mười tám năm trước sinh ra ở đây trở thành con trai của ông chủ quán trọ này. Mùa đông năm ngoái, cố hoán cái kia tiện nghi lão cha liền một mạng nhà ma, do hắn kế thừa bổn điếm. Lại nói tiếp, hôm nay cũng là lần đầu tiên cố hoán làm trưởng quỷ. Chúc mừng chủ ký sinh mở cửa hàng, kích hoạt hộp mù hệ thống. À, cố hoán ngồi ở trước quầy ngay người. Ngoan ngoãn. Ngón tay vàng tới rồi. Cố hoán vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới chính mình tầm thường vô vi 18 năm, bây giờ có hệ thống. Cái này chẳng phải nhất phi trùng thiên. Đang quét hình thế giới. Phương thế giới này là tống vũ thế giới. Đinh. Đang tạo thành hộp mù. Tạo thành thành công. Bờ lai bốc chủng loại. Bạch ngân mù hợp, hoàng kim mù hợp, kim cương mù hợp, sử thi mù hợp, truyền thuyết mù hợp. Đinh. Đang quét hình hoàn cảnh thiên nhai khách sạn, có thể trói định học mù hệ thống trở thành học mù cửa hàng. Có bị trói hay không? Liên tiếp thanh âm hạ xuống, cố hoán có chút bối rối. Học mù. Cố hoáng tư buồn bã nói. Chẳng lẽ là để tôi mở cửa hàng học mù sao? Trói lại. Đinh. Cửa hàng học mù buộc định thành công. Hệ thống sinh thành học mù đến từ chư thiên vạn giới, bên trong chứa kỳ trân dị bảo, linh đang dịu dược, huyền môn kỳ kỹ, tình báo cơ mật, thần binh lợi khí, thần công bí tịch, thậm chí tiên phẩm thần vật. Mù hộp cần điểm tích lũy mua, bạc trắng mù hộp 100, hoàng kim mù hộp 1000, kim cương mù hộp 1 v đúc, sử thi mù hộp 10 v đúc, truyền thuyết mù hộp 100 v đúc. Vạn vật đều có thể đổi tương ứng giá trị tích lũy. Ký chủ mỗi bán ra một cái hộp mù, có thể đạt được tương ứng khen thưởng cũng rút ra 20% điểm tích lũy. Hộp mù đẳng cấp càng cao, mở ra thưởng phẩm cấp càng cao hả nói cách khác ta bán ra một cái hộp mù đối phương mở ra cái gì ta liền có thể đạt được cái đó như vậy tất cả mọi người trong thiên hạ chẳng phải là vì ta mở hộp mù sao hơn nữa còn có thể rút ra hai thành điểm tích lũy cái này nếu là tích góp ta cũng có thể chính mình mở mù hộp cố hoán nghĩ tới đây trong lòng nhất thời mừng như điên chỉ cần nhìn những hộp mù này có thể mở ra phần thưởng Cả đám đều bất phạm A à. Đinh Tân thủ đại lễ bao đã đưa đến Có mở ra hay không Mở ra Cố hoán không chút do dự nói Đinh Tân thủ đại lễ bao đã mở ra Chúc mừng ký chủ thu được Chí tôn hợp mù một cái Mười vê đúc điểm tích lũy Cửu châu hợp mù chuyên bán quần kiến quần thẻ một tấm học chí tôn mù Cố hoán trong lòng chấn động lập tức nghĩ đến hộp mù chí tôn này có thể là hộp mù đẳng cấp cao hơn hộp mù truyền thuyết. Truyền thuyết hộp mù đều muốn 100 v đúc điểm tích lũy, cái này chí tôn hộp mù nói không chừng muốn 500 v đúc điểm tích lũy, khả năng càng cao. Lần này phát đạt rồi. Cố hoán nhìn lại điểm tích lũy 10 v đúc, bé nhỏ không đáng kể. Ngược lại là nhóm chuyên bán trò chuyện phím này, nhưng tương đối thú vị xem ra cửa hàng học mù này còn có thể mở đến các hoàng triều cửu châu đại lục phải biết rằng các hoàng triều cửu châu đại tần đại ly đại tùy đại đường đại tống mông nguyên đại minh đại thanh bát đại hoàng triều tranh bá còn lại tiểu quốc nhiều không đến xuể chỉ cần là mấy đại hoàng triều quốc thổ hoành tung mấy trăm vạn dặm người bình thường căn bản khó có thể tới mà có cái này nói chuyện phím quần xây quần tạp là có thể đem các hoàng triều các môn phái người đều mời vào, cùng nhau mở lòng vui vẻ, khoái khoái lạc lạc mở hộp mù. Nhưng bây giờ, tâm tư cố hoán toàn bộ đều ở trên hộp chí tôn mù này. Nhìn xem có thể mở ra cái gì đi. Mở hộp chí tôn mù ra. Đinh. Mở hộp chí tôn mù ra. Chúc mừng ký chủ thu được thể nguyên lưu. Chúc mừng ký chủ đạt được sông toàn thủ. Chúc mừng ký chủ đạt được lục khố tiên tặc chúc mừng ký chủ thu được chân nguyên đang một quả ta đi cố hoán nghe được mấy tin tức này truyền đến lúc này quá sợ hãi thể nguyên lưu đây chính là pháp môn tu tiên có thể ngưng tụ thể nguyên lưu a à. mà song toàn thủ càng là tuyệt thế kỳ kỹ có thể sửa chữa linh hồn cùng thân thể về phần lục khố tiên tặc càng là có thể hấp thu vạn vật tinh hoa mạnh mẽ thể phách thậm chí trường sinh bất lão thần kỷ học chí tôn mù quả nhiên không tầm thường không ngờ trực tiếp mở ra bát kỳ kỷ chi tam vu hồ cất cánh thẳng ông dây tiếp theo lực lượng tam đạo huyền mà huyền từ trên trời giáng xuống rót vào trong cơ thể cố hoán trong chốc lát thân thể của hắn liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất một tất tất bị ba loại kỳ kỷ cải tạo tiếp theo cố hoán rõ ràng cảm giác được trên người kỳ kinh bát mạch mấy trăm đạo đại huyệt đều mở ra vô số thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào thiên địa linh khí vừa mới tiến vào thân thể cố hoáng, liền bị thể nguyên lưu ngưng tụ thành chân khí chìm xuống đan điền hóa thành một đoàn đây chính là hình thức ban đầu của trẻ sơ sinh cố hoán mừng rỡ đợi đến tương lai tu thành vi anh chẳng phải là trường sinh bất lão trở thành tiêu giao tiên tuyệt vời tiếp theo cố hoán lấy ra quả chân nguyên đan kia chân nguyên đan. Có thể tăng lên người sử dụng tu vi, cụ thể sử dụng hiệu quả cùng người sử dụng thể chất có quan hệ. Cố hoán thấy vậy liền cười khẽ. Chính mình hiện tại đã bị ba loại kỳ kỹ cải tạo qua thân thể, thiên phú cùng căn cốt tự nhiên đã là thế gian nhất đẳng nhất cường. Chân nguyên đan này nhất định có thể hấp thu toàn bộ. Cửu châu đại địa, cảnh giới võ học từ yếu đến mạnh, theo thứ tự là cửu phẩm đến nhất phẩm. Trên nhất phẩm lại có hậu thiên, tiên thiên lưỡng cảnh hai cảnh đều có chín tầng tiên thiên phía trên lại có kim cương chỉ huyền thiên tượng lục địa thần tiên tứ cảnh về phần thiên nhân chi cảnh bất quá là có kỳ danh không kỳ thật quả thật là truyền thuyết két cố hoán đem chân nguyên đan ném vào trong miệng trực tiếp cắn nát lập tức chân nguyên đan này cũng đã hóa thành một đoàn khí lưu ấm áp dung nhập vào tứ chi bách hại của cố hoán kỳ kinh bát mạch ông trong đầu cố hoán lập tức truyền đến một tiếng u u. cửu phẩm bát phẩm thất phẩm trong chốc lát sức mạnh dữ dội tràn vào cơ thể gu hoang tu vi cảnh giới của hắn điên cuồng tăng lên lục phẩm tam phẩm nhị phẩm nhất phẩm hô cố hoán kinh hô ra tiếng hưng phấn dị thường cố lên hậu thiên nhất trọng Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 02. Mời đại lão vào nhóm, khoái hoạt mở mù hộp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hống hống. Cố hoán cảm thụ được trong cơ thể mình truyền đến lực lượng hùng hồn, nhất thời vui mừng không xiết. Phải biết rằng tu luyện một đường, có thể đột phá nhất phẩm, cũng đã là lão thiên gia thưởng cơm ăn cho dù là vị tự nhân đồ kia chinh chiến nửa đời cũng bất quá là nhị phẩm võ phu mà thôi nhưng cố hoán hiện tại một quả chân nguyên đang xuống bụng trực tiếp đi tới hậu thiên nhất trọng còn hơn phàm phu tục tử mấy năm thậm chí mười mấy năm khổ tu tuy rằng chút tu vi này căn bản không được xếp hạng trong cửu châu đại lục hào kiệt tuấn ngạn nhưng cũng là một khởi đầu không tồi ít nhất là có thủ đoạn bảo vệ tính mạng giai đoạn trước mắt vẫn là không thể bại lộ vị trí offline hay là trước tiên ở trong nhóm chác bán học mù đi hệ thống lập bay đinh quần chuyên bán học mù cửu châu đã xây xong mời ký chủ mời thành viên nhóm cố hoán suy nghĩ một lát thầm nghĩ muốn bán học mù cố gắng mời những người có nhu cầu hơn nữa còn phải có tài sản suy nghĩ một lát cố hoán liền xác định người được chọn tần vương doanh chính cô tô mộ dung phục âm hậu chúc ngọc nghiên tây độc âu dương phong thiết đảm thần hầu chu không nhìn di hoa cung nhị cung chủ liên tinh kiếm thần lý thuần cương trên đây chính là người đầu tiên cố hoán xác định vào nhóm những người này muốn tiền có tiền muốn nhu cầu có nhu cầu muốn trường sinh muốn làm hoàng đế muốn thống nhất giang hồ Muốn chữa khỏi bệnh tật, muốn phục sinh người yêu, cái gì cần có đều có. hơn nữa đều là đến từ các đại hoàng triều, còn có thể đem học mù độc quyền quần tồn tại truyền khắp các quốc gia. vậy tiếp theo, bắt đầu kéo người đi. Thính triều lâu, một đĩa vàng từ chân trời bay tới, rơi vào trước người lão đầu một tay mặc áo lông dê. Bà nội cái chân, đây là cái gì đồ chơi. ngươi có dục vọng sao, ngươi có nhu cầu sao. chạm vào đĩa vàng, đến một hội vui vẻ vui vẻ mở hộp mù đi. Cửu châu hộp mù cửa hàng độc quyền, chỉ cần ngươi muốn được, đều có thể mở ra. Lão già một tay nghe vậy cười lạnh một tiếng, móc ra một đống cứt mũi bắn vào trong hồ. Lão đầu ta đã hết dục vô cầu, ngươi là đồ quái vật tìm lầm người rồi. Đi chỗ khác đi, đừng quấy rầy ta ngủ. Lão nhân một tay xoay người nằm xuống, nhắm mắt chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng hắn vừa nhắm mắt lại. Trước mắt liền hiện lên đạo lục ảnh kia, nhảy lên nhảy xuống, hướng về phía hắn hô. Lý Thuần Cương Hư Ngươi chờ, ta nhất định phải luyện tốt võ công, cho ngươi đối với ta cặp mắt khác xương nhìn. Bá Lão đầu đột nhiên ngồi dậy, nhất thời lệ nóng doanh trồng. Lục Bào Nhi Nói cái gì vô dục vô cầu? Vì sao bộ lục Bào Nhi kia luôn quanh quẩn trong lòng? Hắn bỗng nhiên hung tận nhìn về phía đĩa vàng đưa tay ra liền cầm lấy đĩa vàng cái gì cũng có thể đạt được đúng không nếu không chiếm được lão đầu ta ngàn dặm tìm ngươi cũng muốn đem ngươi chém dưới kiếm trong hàm dương cung doanh chính lạnh lùng nhìn đĩa vàng trước mắt đợi lời quảng cáo đĩa vàng đọc xong doanh chính bỗng nhiên cười rộ lên ha 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 thú vị không biết có được vật trường sinh hay không ừ không vội chờ một chút rồi đồng ý Kỳ ngộ Đây là kỳ ngộ ông trời cho ta. Trong bạch đà sơn trang, Âu Dương Phong nghe đĩa vàng nói xong lời quảng cáo, nhất thời vui mừng quá đổi. Thiên hạ đệ nhất, bỏ ta kỳ ai? Lão khất cái, hoàng lão ta. Các ngươi chờ, lão phu kỳ ngộ vừa đến, hai người các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của lão phu. Ha 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 Xong cô tô Đám người mộ dung phục nhìn đĩa vàng trước mắt đều là quá sợ hãi đây rốt cuộc là thứ gì quá kỳ quái cái gì cũng có thể đạt được lừa đảo đi công tử gia chớ để ý tới đúng vậy công tử gia đây nhất định là cái gì giang hồ thuật sĩ làm ra trò đùa không cần để ý tới là được vương ngữ yên ở một bên chậm rãi di chuyển tiến lên nói anh họ đừng sơ suất ngươi thì biết cái gì mộ dung phục xanh mặt tức giận nói thuật sĩ giang hồ nào có thể dở trò trước mặt ta? Đây rõ ràng là ông trời rủ lòng thương ta, xem ta phục quốc vất vả, hạ xuống kỳ ngộ. Chẳng lẽ các ngươi muốn ngăn cản ta phục quốc hay sao? Mộ dung phục quát lạnh vài tiếng, bộ hạ đều hai mặt nhìn nhau, câm miệng không nói. Sắc mặt vương ngữ yên cũng cứng đờ, trong lòng ủy khuất. Rõ ràng là quan tâm biểu ca, như thế nào còn vô duyên vô cớ bị mắng một trận. Mộ Dung Phục trực tiếp đồng ý lời mời. Hắn nghĩ thầm lấy thực lực của mình, cho dù là có trò gì, cũng khẳng định có thể dễ dàng ứng phó. Thiên nhai khách điếm. Cố hoáng nằm trên tiêu dao, trước mắt không ngừng bắn ra tin tức có người vào nhóm. Tây độc Âu Dương Phong gia nhập nhóm cha. Di Hoa Cung Nhị Cung Chủ Liên Tinh gia nhập nhóm cha. Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên gia nhập nhóm cha. Cô Tô Mộ Dung gia nhập nhóm cha kiếm thần Lý Thuần vừa gia nhập nhóm cha. Thiết đảm thần Hầu Chu không thèm gia nhập nhóm cha. Cố hoán đợi một lúc lâu, cũng không thấy tần vương doanh chính đi vào. Lão huynh này quả nhiên đủ cẩn thận, có thể còn đang chần chờ. Trong nhóm, các đại lão khắp nơi đều đã bắt đầu nói chuyện. Chúc Ngọc Nhiên. Nhóm chuyên bán học mù. Làm nghề gì? Âu Dương Phong. Các ngươi cũng là tới tìm kiếm cơ duyên chẳng lẽ cơ duyên này không phải cho một mình ta? Lý Thuần Cương Giả thần giả quỷ, rốt cuộc là ai dở quỷ, ra đây. Thật thú vị, không nghĩ tới cái này thần kỳ đĩa vàng dĩ nhiên có thể cùng các vị giang hồ tiền bối trò chuyện. Mộ Dung Phục Cô Tô Mộ Dung Phục, ra mắt chư vị võ lâm tiền bối, hành ngộ hành ngộ. Chu bất chấp Thú vị Vậy mà có thể sử dụng như thế huyền diệu thủ đoạn, quần chủ đến cùng là phương nào thần thánh, đi ra gặp một lần đi. Một đám đại lão kỳ thật nội tâm thập phần kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có thể gặp được thủ đoạn như thế, có thể câu thông trăm ngàn vạn dặm, để cho bọn hắn những người này trò chuyện. Nhưng là hiện tại ai cũng không sợ hãi kinh ngạc, để tránh mất chính mình đại lão mặt mũi. Cố hoán thấy thời gian không còn nhiều lắm, cũng dùng ý niệm đánh ra một đoạn. Nhóm chủ Hoan nghênh chư vị gia nhập cửu châu hợp mù cửa hàng độc quyền, chư vị sắp thời vận chuyển, đi lên nhân sinh đỉnh cao. Lý Thuần Cương Bớt nói nhảm đi, cái gì là hợp mù, dùng để làm gì? Mộ dung phục Chẳng lẽ là đại ly lão kiếm thần? Hạnh ngộ hạnh ngộ Vãn bối cô tô Lý Thuần Cương Ngươi câm miệng, người lớn nói chuyện nào có phần trẻ con xen vào? Mộ dung phục Liên tinh Kiếm thần lão tiền bối trong nhóm hình như có thông báo, ngài nhìn xem. Cố hoán thấy thế cười cười, sau đó vung tay lên, đem thông báo nhóm biến thành chữ to lóng lánh ánh sáng màu vàng, càng thêm dễ thấy. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 03. Mở ra hoàng hồn đang mảnh vụn. Toàn trường kinh hô. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Len Ken Quần thông cáo Hoan nghênh đi vào cửu châu hộp mù cửa hàng độc quyền, hộp mù bên trong hàm kỳ trân dị bảo, linh đang dịu dược, huyền môn kỳ kỹ, tình báo cơ mật, thần binh lợi khí, thần công bí tịch, thậm chí tiên phẩm thần vật, bờ lai bốc điểm tích lũy giá cả. Bạc trắng mù hộp 100, vàng mù hộp 1000, kim cương mù hộp 1 v đúc, sử thi mù hộp 10 v đúc, truyền thuyết mù hộp 100 v đúc tiếp theo chờ quyết định, vạn vật đều có thể đổi tương ứng giá trị điểm tích lũy, hợp mù phẩm cấp càng cao, khai ra vật phẩm càng thêm thượng thừa hy hữu. Kể từ đó, mọi người cũng hiểu được. Chúc Ngọc Nhiên Xin hỏi nhóm chủ, trong hộp mù có thể mở ra bảo vật đã thất truyền đã lâu sao? Cố hoáng Có thể Âu Dương Phong Thần kỳ như vậy Vậy có thể mở ra cửu âm chân kinh không? Cố hoáng có thể. Lý Thuần Cương. Vậy có thể. Khai ra hoàng hồn tiên vật không? Cố hoáng. Cũng có thể. T. Nhìn đến đây, mấy vị đại lão trước đĩa vàng đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Cái gì cũng có thể mở ra. Thật hay giả? Tôi không tin. Thử trước đi. Mọi người hiện tại trong lòng đại đồng, hưng phấn dị thường. Nhưng mà đợi nửa ngày, lại không ai động thủ đổi điểm tích lũy, mở hộp mù. Chu bất chấp, xem ra các vị còn đang chờ người đầu tiên ăn mồi, vậy cô thử một lần xem sao. Quân chủ, ta nơi này có một quả Thiên Sơn Hàng Ngọc, đều có thể tăng tiến tốc độ tu hành, cũng có thể vững vàng kinh mạch, phòng ngừa tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Không biết giá trị bao nhiêu điểm tích lũy. Cố Hoán nghe vậy vung tay lên, hệ thống liền lập tức đưa ra đáp án. Thiên Sơn Hàng Ngọc huyền giai trung phẩm bảo vật, giá trị 3 vạn điểm tích lũy. Bất kể là bảo vật, hay là thần công bí tịch, phần lớn đều lấy thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai phân chia, mỗi một giai lại có thượng trung hạ tam phẩm. Thiên Sơn Hàng Ngọc là huyền giai trung phẩm bảo vật, dĩ nhiên không tệ. Mộ Dung Phục Chúc mừng thiết đảm thần hầu tiền bối, 3 vạn điểm tích lũy, đủ để mua ba cái hộp kim cương mù. Cố hoán xem như phát hiện, mộ dung phục thấy ai cũng liếm trước một trận, đều muốn lôi kéo quan hệ, nghĩ tương lai phục quốc có thể dùng tới. Thật tình không biết người ta căn bản mặc kệ hắn. Âu Dương Phong Chu bất chấp, mau mua điểm mù hộp mở ra, để cho ta chờ kiến thức. Chúc Ngọc Nhiên Thật sự là càng ngày càng thú vị, ta ngược lại muốn nhìn một chút này mù trong hộp có thể mở ra đến vật gì. Lúc này Chu bất chấp cũng có chút kích động tuy rằng đối với hộp mù này có thể mở ra thứ tốt hay không còn không rõ ràng lắm nhưng bầu không khí đến đây cũng có chút khẩn trương chu bất chấp nói đổi điểm tích lũy đinh đổi thành công chúc mừng thiết đảm thần hầu chu không nhìn đạt được ba vạn điểm tích lũy mà cố hoán bên này trong đầu hệ thống cũng đồng thời vang lên thanh âm chúc mừng chủ ký sinh rút thành sáu nghìn hạng mức điểm tích lũy mười sáu v đúc thương khố tân tiến huyền giai trung phẩm bảo vật thiên sơn hàng ngọc một quả bên kia chu bất chấp trong tay cầm thiên sơn hàng ngọc nhưng trong nháy mắt tiếp theo hàng ngọc bỗng dưng biến mất bồ chu bất chấp hoảng sợ một trái tim nhảy dựng lên xem ra việc này không nhất định là giả trong mắt hắn nhất thời nhiều hơn vài phần chờ mong, nói mua ba cái kim cương mù hợp chúc mừng thiết đảm thần hầu chu không nhìn thu hoạch được ba cái hộp kim cương mù có hay không mở ra chu bất chấp càng thêm chờ mong nói thẳng toàn bộ mở ra đinh kim cương tam liên chúc mừng thiết đảm thần hầu chu không nhìn đạt được năm năm tu vi tinh thuần chúc mừng thiết đảm thần hầu chu không nhận được một phần thư tình báo chúc mừng thiết đảm thần hầu chu không nhìn đạt được một phần mười mảnh vỡ hoàng hồn đan trao theo thanh âm thông báo của nhóm hạ xuống trong đám xôn xao tuy rằng phần thưởng hình như có chút tầm thường nhưng nhìn không được mới mẻ ngạc nhiên mộ dung phục trời ạ à, năm năm tu vi tinh thuần lại đơn giản như vậy liền mở ra lý thuần cương mảnh vỡ hoàng hồn đan thật hay giả lại còn có thứ này liên tinh thư tình báo là có thể biết bất cứ tình báo nào mình muốn biết sao âu dương phong chu bất chấp mau ra đây nói xem rốt cuộc là tình huống gì mọi người liên tục thán phục chỉ muốn nghe chu bất chấp phân biệt thật giả trong lòng bọn họ cũng kích động vạn phần muốn tích lũy điểm mua hộp mù rồi lại sợ là giả mà chần chờ mà đúng lúc này chu không nhìn nói chư vị ta rút lui trước ngày khác lại nói chuyện chúc ngọc nhiên cậu chạy cái gì rốt cuộc là tình huống gì âu dương phong không đúng lão tiểu tử này nhất định là được chỗ tốt liên tinh xem ra học mù là không có vấn đề à ta muốn đổi điểm tích lũy mộ dung phục ta cũng muốn ta cũng muốn lý thuần cương quần chủ ngươi không cần gấp ta đi trước mượn ít tiền bùm Lý Thuần Cương xoay người từ thính triều lâu nhảy xuống, sau đó vọt vào hậu đường vương phủ. Từ lão đầu. Mượn chút tiền tiêu hoa. Tốt nhất là bí tịch bảo bối gì đó. Nằm ở lò sưởi bên cạnh phú gia ông hiếp mắt, những mày nói. Ngươi khi nào cũng thích những thứ này. Lý Thuần Cương kích động nói. Ngươi không quan tâm, chờ con ngươi trở lại, ta tự mình dạy hắn kiếm pháp, được chưa? Phú gia ông đột nhiên ngồi dậy, trợn tròn mắt. Đây chính là ngươi nói. Ta nói. Vậy được, thính triều trên lầu có rất nhiều bảo bối và bí tịch, đều là 30 năm qua ta mã đạp đại ly giang hồ có được, ngươi tùy tiện dùng. Hắc hắc. Lão đầu tốt. Lý Thuần Cương lập tức vung tay áo không xông lên thính triều lâu. Bên kia. Một vị thiếu nữ chậm rãi đi ra. Lão kiếm thần đây là làm sao vậy, kích động như vậy phú gia ông tiếp tục nằm xuống, không sao cả nói. Tùy hắn lăn qua lăn lại thế nào, chỉ cần hứa hẹn dạy kiếm cho lão Tam là được. Thiếu nữ nhíu mày nói thầm. Để hắn học kiếm làm gì? Tính tình lười biếng của hắn, còn không bằng đưa lên âm học cung đọc sách. Thiếu nữ chính là bắt cảnh nhị quận chúa từ Vi Hùng. Nhìn thấy bộ dáng kích động của lão kiếm thần, từ vi hùng suy nghĩ nhiều lần, vẫn đi theo đến thính triệu lâu. Hộ Long Sơn Trang chu bất chấp cảm nhận được công lực trì trệ không tiếng của mình, thế nhưng lại tin tiếng một chút, nhất thời vừa mừng vừa sợ, mặt già dạ hưng phấn đỏ bừng. tuy rằng chút công lực này đối với hắn mà nói không tính là cái gì, nhưng điều này đại biểu cho một khởi đầu mới. hắn lại có phương pháp tăng tiếng công lực mới. thích. sản khoái sản khoái. ha 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 ha. hắn nhìn trong tay đĩa vàng, càng phát ra kích động. có những này hợp mù ta tương lai đem kia tiểu hoàng đế thay thế, có gì không thể. Ngược lại, chú không nhìn về phía trong tay tình báo thư cùng hoàng hồn đang mảnh nhỏ. Thư tình báo tạm thời không nói, lúc cần lại dùng. Nhưng mảnh vỡ hoàng hồn đang này. Tố tâm. Vợ tôi. Ta rốt cục có thể cứu tỉnh ngươi. chu bất chấp nước mắt lưng trồng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 04 Kim cương tám liền ngươi mở ra kiếm sắt Cái gì? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Bên kia Chu bất chấp lấy được ba thứ, cố hoáng cũng đều lấy được Năm năm tinh thuần công lực, trực tiếp để cho hắn từ hậu thiên một trọng, lên tới hậu thiên ba trọng Cố hoáng mừng rỡ quá đổi. Có được hệ thống, một nhóm sản khoái. Tiếp theo, hắn lại đem thư tình báo cùng mảnh vỡ hoàng hồn đang ném vào trong kho hệ thống. Lúc này trong nhóm nói chuyện phím. Mọi người đã lần lượt bắt đầu mua hộp mù. Mộ dung phục. Quân chủ, ta cái này có một bộ mộ dung kiếm pháp, vận hành lên chiêu chiêu liên miên không dứt, giống như nước chảy mây trôi, khẳng định giá trị trăm vạn điểm tích lũy, ngài nhìn xem. Cố hoán ý niệm khẽ động, hệ thống cũng đã giám định xong, cũng biểu hiện ở trong nhóm mộ dung gia kiếm pháp huyền giai hà phẩm ngoại công giá trị một vạn điểm tích lũy mộ dung phục mắng to đùng thao cụ thao tác như thế nào mới một vạn điểm tích lũy đây chính là kiếm pháp địa giai cha ta để lại cho ta làm sao có thể là huyền giai hay là hà phẩm giám định này có vấn đề chúc ngọc nhiên mộ dung công tử nói thật kiếm pháp gia truyền nhà ngươi quả thật ít ý tứ. Âu Dương Phong Đúng vậy, nhà ngươi không phải có kia địa giai thượng phẩm công pháp đấu chuyển tinh di sao? Liên tinh Đúng vậy mộ dung công tử, một vạn chỉ có thể mua cái kim cương mù hộp, một trăm vạn truyền thuyết mù hộp mới có thể xứng với ngươi A. Lý Thuần Cương ô, búp bê mộ dung muốn mua hộp truyền thuyết. Để lão phu mở mắt ra. Một lúc, lão già gian trá trong đám bắt đầu giật dây tiểu tử giảo hoạt bắt đầu ồn ào muốn mộ dung phục đổi vật đổi sao dời biểu ca không thể trong thành cô tô vương ngữ yên nhìn thấy chữ trên đĩa vàng lóe ra nhất thời chấn động biểu ca đấu chuyển tinh di chính là tuyệt học mộ dung gia không thể dễ dàng đổi đám thủ hạ lúc này cũng vội vàng khuyên can mộ dung phục vừa rồi bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn biết cửa hàng chuyên bán học mù cửu châu huyền diệu này, cảm thấy khiếp sợ. Nhưng những lão yêu tinh này lại giật dây công tử gia đổi vật đổi sao dời. Tệ thật. Được rồi. Mộ dung phục giơ tay ngăn cản mọi người nói. Ta có thể ngốc như vậy sao? Đấu chuyển tinh di là cha ta để lại cho ta, ta làm sao có thể đổi được? Trước tiên dùng mộ dung kiếm pháp đổi một vạn điểm tích lũy thử một lần. Mộ dung phục nói làm liền làm, bắt đầu đổi. Mà sau lưng Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác hai người bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Bao Bất Đồng. Công tử gia ý tứ, mộ dung kiếm pháp liền không phải lão chủ công lưu lại đồ vật. Phong Ba Ác. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, công tử gia chỉ cần không đem đấu chuyển tinh di bán, hắn đem ngươi bán đều được. Đinh. Chúc mừng cô Tô Mộ Dung phục hồi đạt được một vạn điểm tích lũy. Đinh Chúc mừng cô Tô Mộ Dung phục hồi đạt được hộp kim cương mù. Mộ Dung phục đổi mua liền mạch lưu loát. Mở ra. Ông đặc hiệu mở hộp kim cương mù hiện lên quang mang kỳ dị. Đinh. Chúc mừng cô Tô Mộ Dung phục hồi đạt được 100 giáp sĩ. T. Thấy phần thưởng này, Mộ Dung phục nhất thời hít sâu một hơi. Bà ơi. Muốn cái gì tới cái đó. Hắn hiện tại thiếu chính là binh kết quả liền trực tiếp lái ra sĩ tốt hay là trực tiếp mang trang bị cái này cũng quá mãnh liệt đi cô tô mộ dung xin chú ý giáp sĩ sẽ ở trong phạm vi ngươi mười dặm lập tức sinh thành tự động tìm đường tới tìm ngươi liên tinh một phần huyền giai hạ phẩm ngoại công đổi một trăm giáp sĩ ân ừ. có lời hay không đây chúc ngọc nhiên ừ sao không tính là kiếm chứ Mộ Dung công tử muốn binh lực phục quốc a. Lão phu hiện tại càng thêm tò mò, quân chủ đến cùng là phương nào thần thánh, lại có thể có được như thế thần kỳ học mù. Lý Thuần Cương. Đừng nói gì nữa, tôi muốn đổi điểm tích lũy. Chúc Ngọc Nghiên. Vậy em cũng thử một chút. Mộ Dung phục. Chờ một chút. Ta còn muốn đổi. Ta còn muốn mở học mù. Nói xong, mộ dung phục liền đem cái gì mà ngũ hổ đoạn môn đao, tây hà đạn cướp khoái quyền, hàng ma đao pháp, các loại ngoại công đều nói ra muốn đổi. Đến một chút, thậm chí có hơn 10 cửa. Những thứ này đều là các lộ tuyệt kỹ võ học của mạng Đà Sơn Trang Lan Hoàng Ngọc Động, sau đó bị chuyển đến tham hợp trang, mộ dung học lại không ít. Bất quá những ngoại công này phần lớn đều là ngoại công huyền giai hoặc là hoàng giai cấp thấp, không đổi được bao nhiêu điểm tích lũy. Đinh Chúc mừng cô Tô Mộ Dung phục hồi đạt được 8 vạn điểm tích lũy. Hơn 10 môn công này đều là võ lâm tuyệt học hiếm có trên giang hồ. Âu Dương Phong. Tiểu tử, ngươi nói lời này lão phu liền không thích nghe, đây đều là những thứ rác rưởi gì, cũng có thể xưng võ lâm tuyệt học. Lý Thuần Cương. Lão độc vật lời này ta không thể phản bác, quả thật không lên được đẳng cấp. Liên Tinh. Đúng vậy đúng vậy, Mộ Dung công tử đấu chuyển tinh di khẳng định trị giá trăm vạn điểm tích lũy, truyền thuyết học mù mới có thể xứng với ngươi A. Chuyển đề tài Mấy người lại bắt đầu giật dây mộ dung phục. Mộ dung phục Thôi Tám vạn thì tám vạn Tôi muốn tám hộp kim cương mù Khai ra mười vạn tướng sĩ Ta liền có thể ngựa đạp cửu châu Khôi phục đại yến Đinh Chúc mừng cô tô mộ dung phục hồi được tám hộp kim cương mộ dung phục giận dữ quát đều mở ra đinh kim cương bát liên chúc mừng cô tô mộ dung phục hồi được một thanh thiết kiếm hoàng giai hạ phẩm chúc mừng cô tô mộ dung phục hồi được một quả hoàng giai hạ phẩm giải độc đan học trổng học trổng chúc mừng cô tô mộ dung phục hồi được chén lưu ly thượng hạng học trổng học trổng chúc mừng cô tô mộ dung phục hồi được hai mươi lượng bạc trắng Mộ Dung Phục. Đùng má. Sao còn có hộp trống vậy? Liên Tinh. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Âu Dương Phong. Xem ra vận khí của búp bê Mộ Dung không lý tưởng lắm. Chúc Ngọc Nhiên, Chúc mừng Mộ Dung công tử mở ra. Tặc. Những bảo bối này. Lý Thuần Cương. Đừng nóng vội ta dân nén hương trừ tà, vận xui này có chút dáng mắt ta một thanh thiết kiếm, một viên giải độc đan, một chén lưu ly, hai mươi lượng bạc trắng. đây chính là thứ mộ dung phục mở ra. cố hoán nhìn kho hàng của mình cũng có thêm mấy thứ này, trợn tròn mắt. mẹ nó. còn có người vận khí kém như vậy. đại đội kim cương bác ngươi liền mở ra chút đồ này. thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. bổ sung một trăm tặng năm trăm phiếu viết. thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 05 Lão kiếm thần mở ra hoàng hồn đang mảnh vụn, toàn bộ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cố hoán nhìn thấy trong kho hàng của mình có thêm một thanh thiết kiếm, một viên giải độc đan, chén lưu ly và 20 lượng bạc đáng thương, có chút hoài nghi nhân sinh. Nguyên bản chưa từng thấy qua phi tù. Bây giờ gặp lại. Mở như vậy, chẳng phải là lãng phí hợp kim cương sao? Lại nói tỷ lệ mở hộp kim cương ra thứ tốt, hình như cũng không cao lắm. Chu bất chấp có thể mở ra mảnh vỡ hoàng hồn đan, đã là có thể rồi. Giang Nam Cô Tô Mộ dung phục nhìn mấy món đồ hiện lên trước mắt, thiếu chút nữa tức giận đến nghẹt thở. Tình huống gì à? Hộp thứ nhất còn có thể mở ra một trăm giáp sĩ. Sao phía sau tám hộp không mở ra được đồ tốt? Lúc này vương ngữ yên vội vàng an ủi anh họ không sao em tin anh không dựa vào những hộp mù này cũng có thể khôi phục đại yến mộ dung phục gầm lên đây là cơ hội có một không hai ta không dựa vào hộp mù thì dựa vào cái gì nếu như không phải hộp mù vậy một trăm giáp sĩ từ đâu mà đến vương ngữ yên bị dọa đến con người lại khuôn mặt tràn đầy ủy khuất đảo mắt đã muốn rơi nước mắt bao bất đồng vội vàng nói công tử gia mau hỏi chủ nhóm đi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không nên a à. đúng vậy công tử gia có phải đã xảy ra sai lầm gì không đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a à, ta chỗ nào làm không đúng để kim cương bác liên học mù như vậy đối với ta đinh thông cáo học mù có tỷ lệ nhất định là hợp rỗng hơn nữa tất cả đồ vật đều là có tỷ lệ ra cũng không phải mười phần xác định xin cẩn thận mua mộ dung phục tôi cậu. Đột. Có rảnh sao không nói sớm? Âu Dương Phong. Mộ dung oa oa ngươi gấp cái gì, vận khí thứ này có tốt thời điểm liền có xấu thời điểm, lại đến cái mười liên, khẳng định khai ra thứ tốt. Bất quá ta quan sát này kim cương mù hợp cũng bình thường, đề nghị mộ dung công tử mở sử thi mù hợp hoặc là truyền thuyết mù hợp. Liên tinh. Đúng vậy đúng vậy, mở nhiều như vậy nhỏ, còn không bằng một lần đến cái lớn mộ dung phục lúc này cũng không nói gì. Nói thật đi. Tuy rằng hắn trên giang hồ thanh danh ở bên ngoài, nhưng tiền lại ít đến đáng thương. Tuy rằng lại có vài món bảo bối cùng bí tịch công pháp, nhưng cũng không có mấy món lên được mặt bàn. Nếu như hắn có tiền, có thể đã sớm chiêu binh mãi mã tạo phản, cần gì phải ăn nói khép nép lôi kéo nhân mạch khắp nơi. Mộ dung phục thấp giọng nói. Chẳng lẽ thật sự muốn đổi đấu chuyển tinh di? trong nhóm. Lý Thuần Cương Được rồi, được rồi, lão phu thử trước rồi nói sau. Quân chủ, đến một cái sử thi mù hộp nến thử tươi. Cố hoáng Lão kiếm thần muốn đổi vật gì? Lý Thuần Cương Nơi này có thanh thiên đông kiếm, xuất từ ngô gia kiếm mộ, mặc dù không mạnh, nhưng cũng có thể giá trị cái 10 vạn điểm tích lũy. Lão kiếm thần Ngài muốn làm gì? Trong thính triều lâu từ vi hùng nhìn Lý Thuần Cương dơ danh kiếm lên, muốn nhét vào trong đĩa vàng. Lý Thuần Cương quay đầu nhìn thoáng qua, nói. Một thanh kiếm mà thôi, ngươi thích. Từ vi hùng nói. Cũng không đến nổi, thính triều các có rất nhiều danh kiếm, chỉ là không rõ ngài đang làm gì. Lý Thuần Cương cười lạnh. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Cùng lúc đó, hệ thống cũng đưa ra giám định. Thiên Đông Kiếm, huyền giai thượng phẩm, giá trị. 13 vạn điểm tích lũy. Lý Thuần Cương. Ồ, đã như vậy, vậy tôi đổi thêm 3 hộp kim cương nữa. Đinh. Đổi thành công. Chúc mừng kiếm thần Lý Thuần vừa đạt được sử thi hộp mù một cái, kim cương hộp mù ba cái. Đổi xong. Không khí trong nhóm đột nhiên biến đổi. Bởi vì lần đầu tiên xuất hiện sử thi mù hộp, tất cả mọi người là mỏi mắt mong chờ. Mộ dung phục kiếm thần lão tiền bối, ta cảm thấy mở hộp mù phải cẩn thận mở ra, có muốn tấu chút nhạc các tường hay không? Âu Dương Phong Mộ dung tiểu oa nhi chớ nói chuyện, ngươi mở miệng sẽ có chút xui xẻo. Mộ dung phục Liên tinh Thật chờ mong, thật chờ mong. Hộp mù sử thi. Có thể mở ra cái gì chứ? Chu bất chấp. Đã mở hộp mù sử thi rồi sao? Chúc Ngọc Nhiên thiết đảm thần hầu, ngươi đã trở lại. Lý Thuần Cương Chu bất chấp Hoàng hồn đang rốt cuộc là thật hay giả? Chu bất chấp Đương nhiên là thật, trong tay ta khối mảnh nhỏ này, cho dù là một phần mười, trong đó bộc phát năng lượng cũng đã để cho ta kinh hồn bạc vía, ta dự định lại mở điểm, gom đủ một quả. Lý Thuần Cương Hư hư Cái này ta yên tâm rồi. Bốn cái hộp mù, cùng nhau mở ra đi đinh. Kim cương tam liên. Sử thi mở ra. Trên đĩa vàng quan mang lóng lánh. Hình ảnh hộp mù mở ra rực rỡ chói mắt, tất cả mọi người đều đồng loạt cả kinh. Chúc mừng kiếm thần Lý Thuần vừa đạt được một quả phản lão hoàng đồng đan. Học trống. Chúc mừng kiếm thần Lý Thuần vừa đạt được bảo vật địa giai hạ phẩm, cùng la hương một phần, nghe thấy có thể tăng lên ngộ tính căn cốt chúc mừng kiếm thần lý thuần vừa đạt được hai mảnh vỡ hoàng hồn đan thành công rồi mảnh vỡ hoàng hồn đan bùng một tiếng lão đầu một tay ngồi trước đĩa vàng giật mình thất thần lục bào nhi không nghĩ tới lão đầu tử ta đời này còn có thể có cơ hội gặp lại ngươi lão tạc thiên ngươi cuối cùng cũng mở mắt rồi sao ông quang mang lóe lên trong tay lý thuần cương có thêm một viên phản lão hoàng đồng đan một hộp cùng la hương hai mảnh vỡ hoàng hồn đan sốc sốc liên tục quả thực như đầm rồng hang hổ giờ phút này cho dù là lão kiếm thần đã quen nhìn thiên hạ kỳ sự cũng rung động không ngậm miệng lại được muốn ta tiêu dao mấy chục năm xem thường chuyện thiên hạ thì ra là như thế chưa từng thấy qua việc đời a à tay lão luyện thô ráp nắm chặt mảnh vỡ hoàng hồn đang trong tay lão kiếm thần nước mắt tung hoành lục bào nhi ta thật là may mắn a à. một bên nhị quận chúa từ vi hùng đã sớm mất lưỡi lại còn có chuyện như vậy nàng vừa rồi rõ ràng nhìn lão kiếm thần ném thanh danh kiếm thiên đông vào trong hào quang sau đó trong tay có thêm chút đồ vật khác tuyệt vời sốc không thể tưởng tượng nổi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 06. Mộ dung phục không hiểu. Làm sao lại ta cái này? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lão kiếm thần. Đối phương rốt cuộc là ai? Vì sao lại có năng lực thần kỳ như vậy? hai người rốt cuộc là như thế nào gặp nhau chẳng lẽ lão kiếm thần vẫn luôn biết tiên nhân sao từ vi hùng lập tức hỏi ra một loạt vấn đề nàng luôn luôn thành thục ổn định lúc này cũng bị cảnh tượng kỳ dị như vậy làm cho khiếp sợ đầm rồng hang hổ sao đây không phải lý thuần cương phất tay áo ta giúp ngươi hỏi một chút xem chủ nhóm có đồng ý cho ngươi vào nhóm không từ vi hùng nhóm chủ nhóm nhập nhóm hả thiên nhai khách điếm cố hoán nhìn mấy món bảo vật trong kho trong lòng vui vẻ hắn lập tức lấy ra cùng la hương điểm lên khói xanh lượn lờ bốc lên thấm vào ruột gan quả nhiên thơm quá tuy rằng thân thể cố hoáng đã trải qua nguyên lưu sông toàn thủ cải tạo tiên tặc lục khố thiên phú dị bẩm căng cốt kỳ dai nhưng ngộ tính thứ này chung quy là phải dựa vào đầu óc. Nhưng là không nghĩ tới, trên thế giới này vậy mà còn có có thể tăng lên căn cốt cùng ngộ tính thứ tốt. Cùng la hương chỉ đốt trong chốc lát. Cố hoáng liền cảm thấy tinh thần thanh minh, khoan khoái nhã nhiên. Thoải mái. Mà lúc này, trong kho hàng của cố hoáng đã có ba mảnh vỡ hoàng hồn đan. Cứ tiếp tục như vậy, tập hợp đủ một quả hoàng hồn đan hình như không thành vấn đề. Hơn nữa ta cũng nhìn ra, bảo bối mở hộp có liên quan rất lớn đến nhu cầu của người mở hộp lý thuần vừa mới mở hộp đã mở ra mảnh vỡ hoàng hồn đan mộ dung phục lần đầu mở hộp mù mở ra một trăm giáp sĩ về phần mộ dung phục mở ra thứ gì đó ặt. vẫn phải nghiên cứu nghiên cứu không thể sớm kết luận mà lúc này trong nhóm người mù mọi người đã nổ tung chúc ngọc nhiên lão kiếm thần vận khí tốt vô luận là này phản lão hoàng đồng đan hay là cùng la hương cũng hoặc là là hoàng hồn đang mảnh nhỏ đều là độ tốt a à. liên tinh chúc mừng lão kiếm thần chúc mừng chúc mừng lý thuần cương đồng hỷ đồng hỷ đại các đại lợi đâu đúng rồi nhóm chủ ta có vị bằng hữu cũng muốn gia nhập nhóm có thể không cố hoán. lần sau mở cửa hàng đi lần này coi như xong chu bất chấp không nghĩ tới còn có thể mở ra phản lão hoàng đồng đan, cùng la hương loại này thần kỳ đồ vật. Chúc Ngọc Nhiên Có lẽ hộp mù vốn lợi hại như vậy, chúng ta vẫn không có mở ra thứ tốt mà thôi. Chu bất chấp Thật không biết nhóm chủ đến cùng là phương nào thần thánh, vậy mà có được như thế thần kỳ hộp mù, thật muốn gặp một lần. Nhóm chủ không lộ mặt đi, hoặc là báo địa chỉ, tôi đi tìm anh. Mộ dung phục Có thể có thể, ta cũng muốn bái ít quần chủ nếu như quần chủ nguyện ý giúp ta phục quốc tương lai thừa tướng vị không phải quần chủ thì còn ai? Cố hoáng nhìn mọi người bắt đầu cảm thấy hứng thú với thân phận của hắn không khỏi biểu môi nhất là mộ Dung Phục còn hứa hẹn cái gì chức thừa tướng vẽ bánh nướng lại vẽ lên đầu cố Hoán của anh thật là khôi hài. Cố Hoán trực tiếp không để ý tới còn có ai muốn mở hộp mù không? không có thì đóng cửa. Mộ Dung Phục. Có có có. Ta còn có một ít vàng bạc châu báu, dùng để đổi chút điểm tích lũy đi. Chất lượng thấp vàng bạc châu báu, giá trị ba nghìn điểm tích lũy. Mộ Dung Phục. mới ba ngàn. Đây đều là bảo vật thượng đẳng của hoàng thất đại yến ta. Liên Tinh. Mộ Dung công tử, chút đồ này chỉ có thể mua hộp vàng mù, ngay cả hộp kim cương mù cũng không bằng ngươi vẫn là ngẫm lại vật đổi sao dời đi hoặc là tham hợp chỉ cũng có thể a à. chúc ngọc nhiên chính là đại yến hoàng thất như thế nào liền cái truyền thuyết hộp mù đều mua không nổi hai nữ nhân xấu xa này liên tục giật dây mộ dung phục nhất thời vừa vội vừa tức khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng vừa rồi thấy lý thuần cương trực tiếp mở ra nhiều thứ tốt như vậy hắn cũng đã nóng lòng muốn thử nhưng làm sao không có tiền cho dù là mình còn có thể điểm bàn môn công phu nhưng cũng đổi không được bao nhiêu điểm tích lũy mua không được chất lượng cao hộp mù buồn cười rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đây chính là cơ hội ngàn năm có một a vật đổi sao dời tham hợp chỉ điều này làm sao có thể truyền ra ngoài đây nếu người khác biết hai môn công phu này mộ dung gia còn có thể gọi là mộ dung gia sao vương ngữ yên lúc này tiến lên khuyên nhủ anh họ đừng nổi giận nhất định sẽ có biện pháp ánh mắt mộ dung phục lóe lên nhìn về phía vương ngữ yên đúng rồi không phải còn có nàng sao cô gái nhỏ này thông hiểu giang hồ tất cả thần công võ học chính là cướp đồ vật nhất định có thể đổi được không ít điểm tích lũy a à. trong lúc nhất thời trên mặt mộ dung phục có thêm vài phần thần thái dần dần sáng tỏ mà Vương Ngữ Yên cũng bị anh họ trừng đến chấn động trong lòng, cảm giác bất an. Đại Minh Tú Ngọc Cốc Di Hoa Cung Lúc này ở sâu trong bụi hoa, ông bướm nhảy múa. Một vị uyển chuyển nữ tử dượng nhiên ở trước cây, trước người đĩa vàng nở rộ hào quang, lóng lánh ra một hàng chữ đến. Nữ tử này mặc cung trang cẩm tú thuần trắng, tóc dài xõa vai, giống như mây trôi. Nàng chính là Di Hoa Cung Nhị Cung Chủ. Liên tinh Liên tinh Nếu mộ dung công tử không muốn đổi, vậy ta tới trước đi. Ta đổi một cái váy, chính là tiêu sa sở chế, gọi là thiên châu quan sa y lại danh long sa phục, mặt trên có thương hải nguyệt minh châu cùng lam điền mãn ngọc trang phục điểm suyết, cực kỳ hoa lệ, nhập thủy bất nhu, hàng nhiệt bất xâm, cũng có thể khinh thân, mặc chi khinh công tăng lên mấy lần, thậm chí ngự phong mà đi. Đinh Thiên châu quan sa y bảo vật địa giai hạ phẩm, giá trị 35 vạn điểm tích lũy. Nhìn thấy tin tức giám định trong nhóm, Mộ Dung Phục nhất thời ngồi không yên. Mộ Dung Phục. Một bộ quần áo liền giá trị 35 vạn điểm tích lũy. Ta đây một đôi kim ngân châu báu mới mấy ngàn điểm tích lũy. Còn có hay không thiên lý? Đây đều là hoàng thất truyền lại. Chu không nhìn. Mộ Dung công tử ngươi có phải hay không đối với hoàng thất có chỗ hiểu lầm mộ dung phục ngươi thiết đảm thần hầu tiền bối nói rất đúng ta biết rồi âu dương phong ha ha búp bê mộ dung quả nhiên là nam tử hán đại trượng phu có thể duỗi có thể rụt mà ha 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 mộ dung phục âu dương tiền bối nói đùa vãn bối đương nhiên tôn kính chư vị tiền bối một chút mới được chúc ngọc nghiên liên tinh nhị cung chủ, mau mở hộp mù đi, người số tiền này đều có thể mua ba cái sử thi hộp mù, nằm cái kim cương hộp mù. Trong di hoa cung Liên tinh cũng là trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới cái này di hoa cung đặc sản thiên châu quan sa y có thể đổi nhiều điểm tích lũy như vậy. Và ngay khi cô chuẩn bị mua hộp mù, phía sau truyền đến một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mùi mùi, mùi đang bận cái gì vậy? Ai mẹ nó khen thưởng? có bản lĩnh ngươi đứng ra, ta dập đầu một cái. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7. Sử thi tam liên. Mời trăng mở ra âm dương lớn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Liên tinh thân thể dừng lại, cuống quyết đứng dậy, trong miệng vội vàng nói. Tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? đến rồi. Đương nhiên là Di Hoa Cung Đại Cung Chủ Yêu Nguyệt. Như thế nào, Di Hoa Cung còn có địa phương ta không thể tới. Yêu Nguyệt mặc váy dài trắng như tuyết, trên cổ đeo dây chuyền ngọc bích in chữ Tà Bi Ma. Chỗ thắt lưng nàng dùng dây tường vân bảy màu bắt một khối vị trí trung tâm có hình dạng độc nguyệt cô tinh, phía trên có hoa văn thiên cương tử hà, phía dưới có ngọc bội đồ án liệt diễm. Đây là biểu tượng chí cao vô thượng của Di Hoa Cung Chủ. Chỉ cần nói chuyện, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của yêu nguyệt liền truyền khắp bốn phía. Nhưng thanh âm này mặc dù lạnh lùng vô tình, nhưng lại linh động mờ mịt, lượng lờ êm tai. Liên tinh nhìn tỷ tỷ kia lạnh như băng sơn mặt, bỗng nhiên khẽ cười nói. Làm sao có thể, tỷ tỷ mau tới, ta tìm được chuyện thú vị. Nói xong, liên tinh liền tiến lên ông cánh tay yêu nguyệt đưa nàng tới đĩa vàng. Đây là vật gì? Yêu nguyệt ánh mắt biến đổi, hàng quan nổ tung. Liên tinh vội vàng nói. Đây là hộp mù độc quyền quần liên thông đĩa vàng, có thể dùng cái này đến mở hộp mù. Yêu Nguyệt sắc mặt càng lạnh, nghĩ thầm còn có chính mình không biết đồ vật, chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nàng lạnh lùng nói. Cái gì tà môn tà đạo, ngươi cũng tin. Liên tinh nói. Tỷ tỷ nhìn là được. Nói đi. Liên tinh liền đem bộ sa y thiên châu quan kia khoác lên đĩa vàng. Bá kim quan chợt lóe. Thiên châu quan sa y đã biến mất không thấy. Mà trong mắt yêu nguyệt cũng hiện ra một tia thần thái kinh dị. Thú vị! Chỉ là đạo quan mang này hiện lên, yêu nguyệt trong lòng đã nổi lên tâm tư. Là cách không truyền vật. Nàng hỏi. Liên tinh vui vẻ nói. Là mở hộp mù. Tỷ tỷ mau tới, ta mua sử thi mù hộp, ngươi tới mở. Yêu Nguyệt mơ mơ màng màng bị liên tinh kéo đến trước đĩa vàng, lúc này mới thấy rõ ràng một hàng chữ, cùng ba cái hộp lấp lánh tử hà thần quan. Đây chính là hộp mù. Cô nhíu mày, không rõ. Có thể mở ra thứ gì? Liên tinh cười khanh khách nói. Tỷ tỷ thử xem sẽ biết. Cô nhìn như cười đến vui vẻ, nhưng thật ra trong lòng đã bất ổn. Được thì cái hộp mù này kỳ diệu, dọa tỷ tỷ, bằng không gạt tỷ tỷ vụn trộm chơi hộp mù, khẳng định bị mắng. Âu Dương Phong Tình huống gì, không mở được. Chúc Ngọc Nhiên Liên tinh nhị cung chủ mua hộp mù không mở là có ý gì, chẳng lẽ hộp mù sử thi này không định cho chúng ta xem một chút. Mộ Dung Phục Đúng vậy đúng vậy, mau mở đi, ta cũng không tin các ngươi đều có thể mở ra thứ tốt đến, ta mặt đen cùng đáy nồi giống nhau. Nhìn tin tức từng cái từng cái phát ra yêu nguyệt sắc mặt càng thêm không đúng. Những người này đều là thật. Là thật. Vật này có thể câu thông ngàn vạn dặm hay không? Không chỉ có như thế đâu tỷ tỷ. hiện tại cái này ba cái hộp mù, còn có thể mở ra đồ vật kỳ diệu, lão kiếm thần tiền bối còn mở ra phản lão hoàng đồng đang đây. Phản lão hoàng đồng đang. Yêu Nguyệt nghe vậy càng kinh hãi, trong lòng đại chấn. Đối với nữ nhân mà nói, còn có cái gì có thể theo kịp mấy chữ đồng nhan vĩnh trú, phản lão hoàng đồng này. Ngay cả nàng Minh Ngọc Công đã đại thành, da thịt như ngọc, trong suốt long lanh, dung nhan vĩnh trú. Nhưng càng đẹp càng đẹp, nữ nhân nào sẽ cự tuyệt. Yêu Nguyệt bỗng nhiên ra vẻ rụt rè nói. Thì ra là thế, học mù thì ra là cách chơi này. Mùi mùi, bất quá chỉ là đồ chơi nhỏ mà thôi, nhìn ngươi kích động, mất dáng vẻ. Liên tinh biết tính tình tỉ tỉ, ngượng ngùng cười nói. Đúng là vật nhỏ mà thôi, tỷ tỷ tiện tay chơi đùa đi, mùi mùi muốn biết ngươi có thể mở ra thứ gì tốt đâu. Hừ. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói. Ta thân đều di hoa cung khí vận, tự nhiên có thể khai ra thứ tốt. Liền cùng ngươi chơi đùa một chút đi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Yêu Nguyệt trong lòng đã không kiềm chế được. Loại chờ mong không biết này mới là có thể đáng đo lòng nữ nhân nhất. Mở ra. Hoa. Sử thi tam liên theo một đạo hào quang màu tím rực rỡ kinh khởi, lập tức tràn ngập trong thiên địa, tất cả mọi người tâm đều lập tức vọt lên cổ họng. Chúc mừng Di Hoa Cung Nhị Cung Chủ Liên Tinh đạt được cực phẩm chân nguyên đang một quả, có thể tăng 20 năm tu vi. Chúc mừng Di Hoa Cung Nhị Cung Chủ Liên Tinh thu được bình thường dương thọ đang một quả, có thể tăng 10 năm dương thọ. Chúc mừng Di Hoa Cung Nhị Cung Chủ Liên Tinh đạt được thiên giai hạ đẳng công pháp, thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú đại đội ba sử thi một phát nhập hồn a à, tỷ tỷ ngươi thế nhưng mở ra thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú thiên giai công pháp thiên giai công pháp a à. liên tinh lập tức kích động nhảy dựng lên khuôn mặt trắng nõn nhất thời đỏ rực mà yêu nguyệt lúc này cũng quên duy trì dáng vẻ ngờ ngác nhìn tử quan lóe ra kia môi đỏ mộng khẽ nhất trực tiếp trận tròn mắt ta ta mở ra cực phẩm chân nguyên đan. Dương thọ đan. Còn có. Còn có thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú. Đây. Đây là thật sao? Dù là yêu nguyệt đại cung chủ trải qua giang hồ nhiều năm, nhìn quen thế gian vạn vật, nhưng lúc này cũng là ngồi yên tại chỗ, bị dọa choáng váng. Tỷ tỷ. Liên tinh hét lớn. Ngươi quả nhiên khí vận vô địch a, à, di hoa cung chúng ta sắp nổi thế rồi yêu nguyệt kinh ngạc nói đồ vật đâu những thứ kia đâu liên tinh vội vàng nhìn đĩa vàng một chút trong tay liền có thêm hai viên thuốc một quyển trục xoẹt một tiếng yêu nguyệt lập tức mở quyển trục ra chỉ liếc mắt một cái sắc mặt nàng liền đại biến thật tuyệt đối là thật thật là thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú bảy loại tuyệt thế võ công thiên giai công pháp ta ta thật lợi hại lúc này vô luận là đạt được thiên giai công pháp vui sướng hay là mở hộp mù mở ra đồ tốt hưng phấn đều làm yêu nguyệt kích động trong lòng nhảy dựng mộ dung phục làm sao có thể điều này làm sao có thể chân nguyên đan dương thọ đan mấy thứ này mở ra một cái cũng đã không thể tưởng tượng nổi lại còn có thể mở ra thiên giai công pháp điều này làm sao có thể a à? nghe đồn mặt trên ghi chép bảy loại trên đời này đáng sợ nhất tà môn võ công, truyền thuyết sách này thành thời thiên vũ huyết, quỷ dạ khóc, viết xuống sách này người cũng tại viết xuống cuối cùng một chữ lúc học máu mà chết. Chúc Ngọc Nhiên Không nghĩ tới liên tinh nhị cung chủ sử thi tam liên lại có thể khai ra nhiều thứ tốt như vậy. Liên tinh Mọi người cũng đừng khen sai người, mấy thứ này là tỷ tỷ yêu nguyệt của ta khai ra đấy. Chu bất chấp Ha 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 không ngờ yêu nguyệt đại cung chủ lại là tay vàng may mắn. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 08. Mộ dung phục. Ta còn có biểu mùi có thể đổi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mộ dung phục. Thì ra là yêu nguyệt đại cung chủ khai ra nhiều thứ tốt như vậy thất kính thất kính không sai lại có như thế khí vận lấy nữ nhi thân chen thân thiên tượng đại tông sư cảnh giới đúng là khó được không nghĩ tới khí vận cũng như thế xuất chúng chu bất chấp chân nguyên đan dương thọ đan mỗi một dạng đều đúng là khó được không nghĩ tới còn có thể mở ra thiên giai công pháp thật sự lợi hại trong di hoa cung yêu nguyệt nhìn mọi người liên tục khen ngợi trong lòng nhảy mạnh nhất thời dung quan tỏa sáng hưng phấn dị thường Nàng đè nén trong lòng rung động nói: "Từ Minh Ngọc công, Di Hoa Tiết Ngọc sau, ta Di Hoa cung lại có thêm một môn thiên giai công pháp." "Đúng vậy tỷ tỷ." Liên Tinh kích động nhảy dựng. "Cái này cũng nhờ có tỷ tỷ a. À. Ngươi vận khí vậy mà tốt như vậy, nếu là vẫn mở đi xuống, ta Di Hoa cung chẳng phải là dưới sự dẫn dắt của ngươi, phùng vinh rồi." Yêu Nguyệt trong lòng mừng rỡ, mặt ngoài lại ra vẻ trấn định chỉ có trên mặt hồng nhuận triển lộ tâm tình của nàng. Cái này học mù vẫn là có chút lạc thú nha, mùi mùi, ta cũng muốn gia nhập nhóm, ngươi xem kia nhóm chủ. Liên tinh vội vàng nói. Ta cho ngươi hỏi một chút, lấy thân phận tỷ tỷ khẳng định là không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, ta đi làm việc trước, ngươi từ từ chơi đi. Yêu Nguyệt nhanh nhẹn đứng dậy, quần áo nhẹ nhàng múa, một luồng gió thơm thổi qua, trong nháy mắt đã biến mất cách thật xa thấy chung quanh không có người yêu nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt lúc này mới nở rộ ra nụ cười chỉ cười thôi ngàn vạn đoá hoa tú ngọc cốc liền ảm đạm thất sắc không nghĩ tới thế gian này còn có thứ thú vị như vậy đợi vào nhóm ta sẽ chơi thật vui nhưng mà đám chủ nhân này rốt cuộc là người phương nào lại có thủ đoạn huyền diệu như thế chẳng lẽ là tiên nhân ừ phải điều tra hắc xì Hắc xì. Trong thiên nhai khách điếm. Cố hoáng không có lý do gì hắc xì hai cái. Mẹ nó, ai đang nhắc tới ta? Ngược lại. Cố hoáng nhìn về phía ba thứ mới xuất hiện trong kho hàng hệ thống. Cực phẩm chân nguyên đan, có thể gia tăng tu vi. Không tệ không tệ. Dương thọ đan, 10 năm tuổi thọ. Cái này cố hoáng cũng không phải rất cần, dù sao chính mình có hào thể nguyên lưu cùng lục khố tiên tặc, tuổi thọ không thành vấn đề. Về phần thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú. Nhưng là thiên giai hạ phẩm công pháp A. Thiên giai công pháp. Đủ để cho một tiểu minh bạch không có tiếng tâm gì trở thành tuyệt thế cao thủ. Cố hoán lập tức mở âm dương đại bi phú ra. Thiên tuyệt diệt đại càng không thủ, thiên sụp địa hãm đại vô tướng công, thiên hư địa miễu đại hư không bộ. Khá lắm, bảy môn công phu này đều là nhất đẳng nhất thượng thừa võ công A lần này phát đạt rồi. Chỉ là nhẹ nhàng lau tay. Bảy môn võ công này đều nhét vào trong đầu cố hoáng. Thoáng vận chuyển, tất cả công phu chi tiết cũng đã trò chuyện quen thuộc. Ngược lại, cố hoáng liền lấy ra cực phẩm chân nguyên đang có thể gia tăng tu vi 20 năm. Két. Cắn trực tiếp. Cực phẩm chân nguyên đan này trong nháy mắt hóa thành một đạo dòng nước ấm dung nhập vào tứ chi bách hại của cố hoáng, kỳ kinh bát mạch. Bùm lực lượng hung mảnh trong nháy mắt trùng kích huyệt vị chung quanh toàn thân cố hoáng, sau đó tràn vào trong đám trẻ sơ sinh đang điện chưa thành hình. Hậu thiên ngũ trọng Tầng 6 Thất trọng Thích Cố hoán kinh hô một tiếng, thần thái giạc dào, dung quan tỏa sáng, cả người nở rộ huỳnh quan nhàn nhạt. Hậu thiên bát trọng Chính tầng Vỡ Tiên thiên nhất trọng Cố hoán trong lòng mừng như điên không nghĩ tới trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiên thiên. một khi đột phá đến cảnh giới tiên thiên, coi như là cường giả đương thời. rồi. nhưng mà tốc độ đột phá này vậy mà còn không có dừng lại. tiên thiên nhị trọng, gấp ba, tứ trọng. đợi cố hoán hấp thu hết dược hiệu. tu vi cuối cùng dừng ở tiên thiên cửu trọng. cách đột phá đến kim cương cảnh không quá một bước. hô cố hoán thở ra một hơi trọc khí, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Chiếu tiếp tục như vậy, cái gì chỉ huyền thiên tượng, liền ngay cả lục địa thần tiên cũng không phải chuyện. Chỉ bất quá kim cương, chỉ huyền, thiên tượng tam cảnh kỳ diệu đặc thù, vẫn cần viết cơ duyên, không phải chỉ tu vi đủ là có thể đột phá. Kim cương, chỉ huyền, thiên tượng tam cảnh. Kim cương cảnh dụ thích gia. Chỉ huyền cảnh dụ đạo gia. Thiên tượng cảnh dụ nho gia nói chung phật môn phá tiên thiên vi kim cương đạo môn phá tiên thiên vi chỉ huyền nhò môn phá tiên thiên vi thiên tượng đều chỉ tu đơn cảnh mà tìm người thường thì là tam cảnh theo thứ tự tu luyện bất quá chỉ tu đơn cảnh có được lực lượng cũng không so với tam cảnh toàn tu tới yếu hơn cố hoán ngẫm lại những ngày trưởng thành nhanh chóng sau này không khỏi chờ mong chúc ngọc nhiên không nghĩ tới hôm nay may mắn được nhóm chủ kéo vào trong nhóm có thể nhìn thấy nhiều chuyện thú vị như vậy thật là vinh hạnh mộ dung phục khoan đã ta còn chưa mở ra thứ tốt đâu âm hậu nói sớm rồi liên tinh có khả năng nào vận khí của mộ dung công tử kém cũng là một chuyện thú vị không mộ dung phục chu bất chấp tiểu tử ngươi nếu không có thứ tốt cũng không nên lãng phí quần chủ thời gian quần chủ chẳng lẽ không mệt sao cố hoáng quả thật có chút mệt mỏi một cơ hội cuối cùng mở xong tôi sẽ đóng cửa âu dương phong đừng nóng vội tôi còn chưa lái mà chúc ngọc nhiên quần chủ chớ vội ta hiện tại ở bên ngoài chờ ta trở về tông môn tìm bảo bối đổi điểm tích lũy mộ dung phục đừng đừng cầu xin các vị tiền bối đem cơ hội này nhường cho ta đi cầu xin các ngươi âu dương phong tiểu tử ngươi cái gì cũng không có còn kêu hoang, ngươi có thể lấy cái gì đổi. Mộ dung phục. Tôi còn có người. Em họ vương ngữ yên của tôi. Chúc Ngọc Nhiên. Âu Dương Phong. Cố Hoáng. Giang Nam. Cô Tô. Vương Ngữ Yên. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip, Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 chương không chín hối đoái vương nữ yên mộ dung phục triệt để điên bạn đang nghe tại truyện chấm audio biểu ca huynh huynh làm cái gì vậy vương nữ yên nghe thấy anh họ muốn bán mình nhất thời sợ tới mức hoa dung thất sắc bao bất đồng cũng kinh hãi nói công tử gia vương cô nương là người a à, làm sao có thể bán đây phong ba ác cũng nói đúng vậy công tử gia thế này không tốt đâu nhưng mà mộ dung phục lại đỏ bừng hai mắt chủ ý đã quyết lúc trước hắn lái ra những thứ rác rưởi kia căn bản không đáng nhắc tới nhưng ai biết sau chuyện này đầu tiên là lão kiếm thần mở ra mảnh vỡ hoàng hồn đang mình muốn sau đó chính là yêu nguyệt chẳng những mở ra chân nguyên đan dương thọ đan hơn nữa còn mở ra công pháp thiên giai thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú phải biết có bao nhiêu người vì âm dương đại bi phú kia dết nát đầu óc cũng không chiếm được a à? không ngờ lại bị yêu nguyệt dễ dàng mở ra như vậy mộ dung phục đỏ mắt a à? quá đỏ mắt hắn cũng muốn mở ra thứ tốt chỉ tiếc chính mình một thân đồ vật căn bản là không đáng giá tiền chỉ có đấu chuyển tinh di và tham hợp chỉ đáng giá hắn cũng không nỡ bán vào lúc này hắn nhớ tới một con biểu mùi vương ngữ yên đi theo bên cạnh Mộ dung phục sợ cố hoán không đáp ứng, vội vàng giải thích. Mộ dung phục. Chư vị, biểu muội nhà ta vương ngữ yên, không chỉ biết rõ các môn phái võ học chiêu thức cùng lộ số, càng đối với chiêu thức thực chiến vận dụng kỹ xảo có khắc sâu nhận thức, thậm chí đến thuận miệng chỉ điểm, liền có thể khiến võ học kỹ nghệ tăng nhiều, chuyển bại thành thắng cảnh giới. Nàng nhưng là thông hiểu toàn bộ võ lâm cửu thành võ học, có được, tại giao chiến thời điểm có thế bách chiến bất bại cố hoáng sợ ngay người tình huống gì hoang đường như vậy vậy mà bắt đầu lấy người đến làm giao dịch huống hồ vương ngữ yên này là một con chó liếm cấp sử thi ngoại trừ khuôn mặt đẹp một chút còn có ưu điểm gì tôi cần cô ấy làm gì nhưng mà cố hoán còn chưa lên tiếng đám lão yêu tinh trong đám bắt đầu ồn ào hành động này của mộ dung oa oa vừa thấy chính là người làm đại sự tương lai thành tựu tất nhiên phi phạm Chúc ngọc nhiên. Có thể, ta xem trọng ngươi mộ dung công tử, đi ra một bước này, toàn bộ ma môn đều sẽ đối với ngươi cặp mắt khác xưa nhìn. Chu bất chấp. Không đơn giản đâu không đơn giản, mộ dung phục, ta tự hồ đã nhìn thấy ngươi tương lai ngồi lên ngôi vị hoàng đế bộ gián. Âu Dương Phong. Mộ dung phục nếu là thật bán biểu mùi, ta lần này mở hộp mù cơ hội liền lưu cho ngươi, lần sau lại mở. Chúc Ngọc Nhiên tôi cũng có thể. Ba người này, hận đến trời sập xuống. Thấy mộ dung phục muốn bán biểu mùi, lập tức giật dây, trong lòng mừng thầm lại chờ mong. Mà mộ dung phục cũng bị mấy người này giật dây, càng thêm kiên định. Mộ dung phục. Chủ nhóm, dám định một chút đi, em họ tôi rất ngoan, rất nghe lời. Cố hoáng. Tôi bế anh trai cô. Tên mộ dung phục này quả thật là ma giật mình. Thôi, Vương Ngữ Yên khẳng định không đáng bao nhiêu điểm tích lũy, kiên định một chút cũng tốt để mộ dung hết hy vọng. Rất nhanh, kết quả giám định của hệ thống xuất hiện trong nhóm. Vương Ngữ Yên, thất khiếu linh lung tâm, giá trị. 50 V đúc điểm tích lũy. T. Xem này. Tất cả mọi người nhất thời đều hít vào một hơi khí lạnh. Âu Dương Phong. 50 vạn điểm tích lũy. Thật hay giả? đùa thôi. Chúc Ngọc Nhiên. Thất khiếu linh lung tâm là cái gì? Hình như đã nghe nói qua. Chu bất chấp. Mở rộng tầm mắt. Quả nhiên là mở rộng tầm mắt a à. ha ha ha. Cố hoán lúc này lại choáng ván. Vương ngữ yên. Giá trị 50 vạn điểm tích lũy. Chỉ cô ấy thôi sao? Dựa vào cái gì? Thất khiếu linh lung tâm lại là ai thứ gì? cố hoán có chút mơ hồ mộ dung phục đổi ta muốn nằm cái sử thi mù hợp mau nhóm chủ ta muốn đổi sử thi mù hộp. mộ dung phục cũng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cái này vô dụng biểu mùi không ngờ có thể trị giá nhiều điểm tích lũy như vậy quả thực vô địch vương ngữ yên ngơ ngác nhìn mộ dung phục đỏ mắt trái tim rơi xuống đáy cốc anh họ anh làm sao vậy anh không cần em nữa sao bao bất đồng cũng lớn tiếng nói công tử gia ngươi cũng không nên giả ngu vương cô nương không có chúng ta làm sao cùng vương phu nhân ăn nói phong ba ác cũng nói đúng vậy công tử gia đây cũng không phải là việc nhỏ ngươi đem đấu chuyển tinh di cùng tham hợp chỉ đổi đều không có việc gì cũng đừng nhúc nhích vương cô nương a à. hai người lúc trước còn đang nói đùa nói chỉ cần mộ dung phục không đổi vật đổi sao dời đem bọn họ đổi đều không có việc gì. Nhưng bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới. Công tử gia của bọn họ lại muốn đem biểu mùi của mình tiễn đi. Cái này có giống không? Vương Ngữ Yên lúc này nước mắt đã rơi như mưa, không ngừng nước nở. Anh họ, em đã làm sai cái gì? Mộ dung phục vung tay áo. Biểu mùi, vì ta phục quốc đại nghiệp, ngươi hy sinh một chút thì thế nào? đợi ta năm cái sử thi mù học mở ra đồ tốt, lại đem ngươi chuột về, lại có gì không thể. Chẳng lẽ ngươi không muốn biểu ca phục quốc sao? Vương ngữ yên ủy khuất nói. Nhưng, em cũng không phải đồ vật như vàng bạc ngọc thạch, sao anh họ lại đối xử với em như vậy? Trong lòng mộ dung phục sốt ruột, căn bản không để ý tới vương ngữ yên. Hắn ở trong nhóm phát tin tức nói. Nhóm chủ, có thể đổi không? cố hoán cũng mặc kệ. Không sao cả, chỉ cần ngươi nguyện ý, vạn vật đều có thể đổi điểm tích lũy. Mộ dung phục trong lòng mừng rỡ. Biểu muội vậy trước hết hỏi ủy khuất ngươi chút thời gian, đợi ta từ sử thi mù trong hộp mở ra thứ tốt, liền đem ngươi chuột về. Nói đi. Mộ dung phục liền kéo vương ngữ yên lên, ấn tay lên đĩa vàng. Bá một cái ở đây. Kim quang phóng. Biểu ca công tử gia không thể công tử gia mọi người quá sợ hãi mà vương ngữ yên đã biến mất tại chỗ bao bất đồng mấy người đã choáng váng bọn họ sống chết không nghĩ tới chính mình trước mắt vị công tử gia này lại còn có thể làm ra loại chuyện này vậy phải ăn nói thế nào với vương phu nhân công tử gia ngươi hồ đồ a à? mộ dung phục sắc mặt lạnh lùng cứng trắng các ngươi biết cái gì vì ta đại yến phục quốc tất cả mọi người có thể hy sinh, bao gồm các ngươi. Ông Trong đầu mấy người chấn động, ông Minh rung động, trong lòng nhất thời sụp đổ. Trong thiên nhai khách điếm Cố hoáng nhìn em gái kiều diễm khóc không thành tiếng trước mắt, liên tục liếu lưỡi. Mộ dung phục Mộ dung phục Ở phương diện làm cho người ta kinh hỉ, người chưa bao giờ làm cho người ta thất vọng. Ngược lại anh nhìn vương ngữ yên nũng nịu, nở nụ cười đừng hoảng hốt, ta không phải ác ma như biểu ca ngươi. Ở chỗ anh, em chỉ cần mỗi ngày quét nhà rửa chén rửa chén, thái rau nấu cơm giặt quần áo, không có bao nhiêu việc. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10. Sử thi ngũ liên mở ra một đống rác. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio vương ngữ yên kinh ngạc nhìn vị công tử ca tư thái lười biếng trước mắt này nước mắt rơi lả tả nàng ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới biểu ca mộ dung phục nhà mình có thể đem nàng bán đổi điểm tích lũy nhìn vị công tử trước mắt này rõ ràng thân cao tám thước dung màu rất vĩ đại lại nằm nghiêng trên ghế một bộ dáng cà lơ phất phơ vương ngữ yên nức nở lâu lúc này mới thích thanh hỏi tiên tiên nhân cố hoán cười khẽ. Không phải, gọi trưởng quỷ là được. Vương ngữ yên dừng lại, nước mắt lại tuôn rơi. Tôi. Tôi muốn trở về. Cố hoán tươi cười không thay đổi. Cái này không phải do ngươi, biểu ca ngươi đem ngươi mua cho ta, sau này ngươi chính là tiểu nhị của thiên nhai khách sạn ta. Vương ngữ yên. Tôi cái gì cũng không biết. Cố hoán vui vẻ. Sẽ không có thể học ngươi không phải có viên thất khiếu linh lung tâm sao học cái gì không phải rất nhanh trải qua hệ thống giải thích cố hoán cũng rốt cục hiểu được này thất khiếu linh lung tâm là vật gì truyền thuyết thất khiếu linh lung tâm này có thể bài trừ mê chướng khiến người ta tai trong mắt sáng học đồ rất nhanh lại có năng lực giao lưu với vạn vật bất quá cố hoán nhìn nữ oa nũng nịu trước mắt này nghĩ thầm cô nương này cũng chỉ là học đồ nhanh một chút cùng vạn vật trao đổi loại năng lực thần kỳ này phỏng chừng là học không được. Anh lập tức ném khăn lau cho Vương Ngữ Yên, nói. Nếu đã đến đây thì đừng nhàn rỗi, lau sạch trong ngoài đại sảnh, nếu không sẽ không có cơm ăn. Đi đi, đi đi. Ánh mắt cố hoáng lại rơi vào trên màn sáng. Vương Ngữ Yên cầm khăn lau, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Biểu ca. Vì sao đối với ta như vậy? Vương Ngữ Yên vừa lau lan can bàn, nước mắt chảy ròng đau khổ không chịu nổi mà cố hoán lại lười phản ứng thêm một cu ly chẳng phải đẹp sao hơn nửa năm mươi vạn điểm tích lũy hắn rút ra hai mươi phần trăm đó chính là 10 vạn a à. hơn nửa năm cái sử thi mù hợp mở ra đồ vật cớ sao mà không làm mộ dung phục a à, mộ dung phục hy vọng lần này vận khí của ngươi có thể tốt hơn một chút lúc này trong nhóm đã nổ tung mọi người liên tục khen ngợi mộ dung phục Chúc Ngọc Nhiên. Không sai không sai. Không hổ là hậu nhân đại yến, quả nhiên thủ đoạn quả quyết, có thể thành đại sự. Âu Dương Phong. Hắc hắc, người cái này hậu bối thật là lợi hại, mùi tử nhà mình đều có thể bán, không đơn giản a. À? Chu bất chấp. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta cảm thấy mộ dung công tử làm đúng. Tiểu tạp chủng ngươi, như thế nào ngay cả mùi tử của mình đều bán. Tiểu xuất sinh trách không được mặt đen không mở ra được thứ tốt mộ dung công tử đừng hiểu lầm ta không phải đang cười ngươi ha 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 mộ dung phục chư vị xem trọng ta đây liền sử thi đại đội năm khai ra trăm vạn đại quân ngựa đạp cửu châu đến lúc đó chư vị cười cũng không muộn mộ dung phục cũng biết hành động này của mình nhất định sẽ bị chê cười thế nhưng sử thi mù hợp năm liên tiếp mở còn có thể kém tới chỗ nào yêu nguyệt sử thi tam liên đều có thể mở ra nhiều thứ tốt như vậy hắn chính là đại đội năm đại đội năm mộ dung gia liệt tổ liệt tông phù hộ phù hộ hài nhi nhất định khai ra tiên cụ có thể phụ tá ta khôi phục đại yến sử thiên ngũ liên mở mộ dung phục hai mắt đỏ tươi gào thét một tiếng đinh sử thiên ngũ liên trao trong chốc lát hào quang màu tím điện lành tràn ngập tầm mắt mọi người. Hào quang rực rỡ chói mắt chiếu rọi xuống, khuôn mặt mộ dung phục gần như điên cuồng. Chúc mừng cô tô mộ dung phục hồi được huyền giai thượng phẩm ngoại công, ngũ độc trưởng. Học trổng. Chúc mừng cô tô mộ dung phục hồi đạt được 100 giáp sĩ. Học trổng. Chúc mừng cô tô mộ dung phục hồi được 5 lượng vàng. Yên lặng. Tĩnh lặng dị thường trong nhóm thật lâu không có người nói chuyện tất cả mọi người cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi mẹ nó đã từng thấy mặt đen nhưng chưa từng thấy mặt đen như vậy đây là tình huống gì đây mộ dung gặp tà sao năm mươi vạn điểm tích lũy a à? hai hộp mù rỗng và ba thứ không đau không ngứa còn có ai đen hơn mặt này không không phục Mộ dung phục nhìn thứ rác rưởi mà sử thiên ngủ liên tục mở ra, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả hô hấp cũng gần như đình trệ. Vì? Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao người khác có thể mở ra linh đang dịu dược, còn có công pháp thiên giai? Mà mình cũng chỉ có thể mở ra hộp rỗng. Ngoại công huyền giai. Cần anh làm gì? Một trăm giáp sĩ ít lại càng ít năm lượng vàng ta ném lôi lão còn nói cái gì trăm vạn đại quân ngựa đạp cửu châu thật sự là đem tổ tiên đều xấu hổ hết rồi mộ dung phục quân chủ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a à? có phải hay không xảy ra cái gì sai lầm ta làm sao có thể cái gì cũng không mở ra được cố hoáng ạc hết thảy phù hợp tỷ lệ bình thường chỉ có thể nói vận khí của cậu không tốt Mộ dung phục. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Năm mươi vạn điểm tích lũy liền mở chút đồ này. Cố hoáng. Không sao, lần sau cố gắng là được. Mộ dung phục. Liên tinh. Chúc mừng, chúc mừng. Mộ dung công tử quả nhiên có được giáp sĩ mình muốn. Tuổi còn nhỏ không làm việc đàng hoàng, vứt bỏ mùi tử nhà mình, ngươi cũng coi như nên có cái này. Chúc ngọc Nhiên. Ôi! để cơ hội mở hộp mù lần này ra quả thật là không sai để mộ dung công tử đạt được mong muốn chu không nhìn quân chủ lần sau mở cửa hàng lúc nào còn xin báo cho biết cố hoán năm ngày sau nếu không nhóm chủ cho ta mặt mũi để cho ta hôm nay trước thử tay chúc ngọc nhiên tôi cũng vậy cố hoán thời gian đã đến thỉnh chư vị lần sau chuẩn bị tốt đổi vật đến đây nói chuyện phím nhóm đem tại mười tức sau cấm ngôn. Giang Nam, Mộ Dung Phục nhìn quang mang trên đĩa vàng chợt lóe rồi biến mất, vừa vội vừa tức. Sao lại không có? Chuyện còn chưa hỏi rõ ràng mà, ta còn chưa lật ngược tình thế đâu, không thể cứ như vậy không có a. À. Bao bất đồng thở dài nói. Công tử gia, ngươi cũng đừng nhớ thương cái kia cái gì hộp mù rồi, trước ngẫm lại như thế nào cùng vương phu nhân ăn nói đi. Phong Ba ác. Đúng vậy công tử gia, vương cô nương chính là vương phu nhân trong lòng thịt, bây giờ bị ngươi đưa đi, vương phu nhân không thể tha thứ A. Nghe này. Ánh mắt mộ dung phục đột nhiên biến đổi. Các ngươi nói, ngữ yên có một viên giá trị 50 vạn điểm tích lũy thất khiếu linh lung tâm, kia thân là ngữ yên mẫu thân, Mợ có hay không? Bao khác nhau. Phong ba ác. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.